Bây giờ này nhá, nói chung là những cái bọn ba que chúng nó biết hết rồi, mà cái thằng Tôn Ngộ Không nó đi mây về gió à, nó không biết gì đâu, nó ở cái kênh diễn đàn đấy rồi, thôi cứ để cho nó ngồi nó nghe đi, không thỉnh thoảng mình thích mình đá nó câu thôi, chứ không cần phải trả lời cặn kẽ cho nó đâu. Rồi xin chào em. Vâng, chào anh với chào cả nhà. Hôm nay có nhiều tin vui quá, em cũng háo hức quá. Đúng không, nhiều rất nhiều tin vui Chắc đầu vào đầu chương là... trình anh đã thông báo mọi người tất cả cái tin vui. Vâng, thấy có kết quả rồi. Cách đây khoảng mấy bữa, lúc mà biểu tình sau vụ biểu tình xảy ra thì nghe một tin vui là cái tên Sáu Nhị ở giáo xứ Thọ Hòa đã bị bắt. Ngay tại thực ra thì cũng chẳng ai để ý Sáu Nhị là ai đâu, nhưng mà tại vì sau vụ Thọ Hòa nó nổi như cồn, thành ra bị bắt một phát là xước xung cuộc đời, bị an ninh chú ý liền. Đó. Thằng cô Vì ta sau vụ Thọ Hòa, vụ Thọ Hòa quá nổi cho nên là đã được chú ý, và công an chúng ta đã nhìn thằng này cầm đầu đây rồi là hốt luôn. Đó là tin vui của chúng ta. Hôm nay ta lại có tin vui nữa là Nguyễn Duy Tân bị đá đít khỏi Thọ Hòa, nhưng mà không phải là do cộng sản đá đít mà là do bề trên đá đít. đúng không, Bề trên không có cho ở Thọ Hòa nữa, rất là vui. không cắt chén Thì luôn, không phải là vâng. cắt chén luôn, tức là hiện nay nhé là đuổi xuống thành giáo dân chứ không gọi là cha, từ giờ trở đi không ai gọi Đúng cha rồi. mà cũng gọi linh mục 25 năm nữa mới được nghỉ hưu. Đúng 25 năm nữa mới được nghỉ hưu, nhưng bây giờ là bị ra khỏi, bị cách chức rồi, cho nên là bây giờ là giáo dân bình thường thôi. đang giáo Và dân giáo dân bình thường á, ra đường coi chừng dân đập, nói thẳng như vậy. đúng Ra đường là dân đập á, chứ đừng đúng rồi. nói là hôm nay là em rất là vui, là tại vì cái thành quả của các anh chị em Thọ Hòa đi, mặc dù là như mọi người biết năm ngoái vào ngày mùng 4 tháng 9 thì tụi em đi giáo xứ Thọ Hòa rất là vất vả, mặc dù tại vì thực ra là biết biết cái chính quyền Việt Nam ta thì nó rất là quan ngại cái vấn đề tôn giáo, cho nên đó là mấy con thằng cha Linh Cẩu này nó cứ làm mưa làm gió, nó cứ làm mưa làm gió, không có, nhưng mà không ai làm gì được nó, tại vì nó đụng chạm tới Thiên Chúa, đụng chạm tới tôn giáo rất là nhiều thứ, rất là, nhưng mà chúng em và tất cả mọi người là những người dân rất là bình thường, mình bức xúc quá mình lên tiếng mình phản đối, mình quá bức xúc cơ khi mà nó xúc phạm Bác Hồ, nó xuyên tạc về Đảng và Nhà nước, rồi nó đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Thiên chính quyền còn quan ngại về tôn giáo, nhưng mà người dân thì quá bức xúc rồi, cho nên là mình trên danh nghĩa là một người dân bình thường thôi, mình nói lên tiếng phản đối và mình cho nó nổi nhất cái lần đó luôn. Và khi mà sau cái vụ giáo xứ Thọ Hòa thì Nguyễn Duy Tân được rất là nhiều người gọi là nhiều người sự chú ý, và chính quyền ta cũng đặt ra một cái câu hỏi là tại sao mà người dân lại bức xúc với tên linh mục này như thế, để rồi họ mới tiến hành điều tra và họ chú ý nhiều đến nó hơn và mới móc ra được rất là nhiều, nào là các cái bằng chứng về việc kích động chống phá vân vân đó, và từ đó thì gây áp lực được cho bên kia thì bề trên mới bắt là Nguyễn Duy Tân từ chức. Anh cung cấp Em cho nghe. anh Lê một tin này nữa này. Chứ cách đây có Vâng. khoảng gần nửa tháng thì Nguyễn Duy Tân lúc ấy là cũng chắc biết tin là mình chuẩn bị cách chức rồi, tìm cách trốn ra nước ngoài, thì ra cái cửa khẩu Tân Bay Tân Sơn Nhất đã bị chặn lại, không cấm xuất cảnh. Đấy, thành cuối cùng Vâng. là cho nên là những cái trò này nhá, cộng sản Việt Nam rất giỏi. Đấy, qua cái điều này cộng sản Việt Nam rất giỏi. Rồi để mẹ làm việc, để mẹ nói. Rồi, vâng, và theo như lời tường thuật của Nguyễn Duy Tân, lúc mà Nguyễn Duy Tân đi tìm nơi để mà an dưỡng lúc nghỉ hưu đó, thì khi ra thành phố Huế thì Nguyễn Duy Tân đã bị một số người lạ, một số theo như em nghĩ là người dân bình thường thôi, nhưng mà Nguyễn Duy Tân thì bất kỳ cái gì Nguyễn Duy Tân À, cũng quy chụp là công an hết trơn á, công an gây khó dễ. Nhưng mà thực ra nói thẳng với Nguyễn Duy Tân luôn, ông ở ác quá, ông đi ông xuyên tạc, ông đòi lật đổ, ông chửi lãnh tụ, thì bất kỳ ai, bất kỳ người dân nào, kể cả tôi cũng là người dân bình thường thôi, tôi bức xúc, tôi có quyền yêu cầu ông, tôi có quyền đối thoại ông, thậm chí á, là người dân có những người còn nóng máu hơn, có thể là gây áp lực hoặc cô là Nguyễn nhé, ở không. vào trong kênh của tôi nhé, không nói Hồ Chủ tịch nữa, không nói Bác Hồ, ở đây là mình chống phản động tất cả các thứ, không nói nữa. Nếu mà cô Nguyễn mà cứ nói đến Bác Hồ các thứ là tôi sẽ lúc cô Nguyễn luôn, cảnh báo cô Nguyễn luôn. Vâng. Thì khi mà Linh Mục Nguyễn Duy Tân ra Huế
thì ngay thật ra thì cái vấn đề cũng đơn giản, công an Huế cũng được thôi chứ không có gì hết á. Tại vì ông đi đến đâu ông phá tới đó, ông đi ra Vinh thì ông gây, ông ra đi ra Nghệ An thì ông gây biểu tình, ông gây bạo loạn tùm lum tùm lưa ngoài Nghệ An á, rồi ông về Đồng Nai thì ông cũng lùm xùm đủ thứ kiểu. Không những mà không nghe nói là người dân ở giáo xứ Thọ Hòa rất là ít con chiên theo ổng, toàn là phản đối rất là nhiều. Tại vì nghe nói là Rồi, hành lý chắc có bị trục trặc rồi. Ok lại đi. Ok, chắc đang bị. Rồi, anh đang mời lại hành lý. sao bị nhịn tự nhiên rớt xuống ta? Chắc cái mạng bên em. Dạ Rồi, vâng, em thì ok. như như mọi người thấy á, thực ra thì ông này ông đi đâu ông quậy quậy đến đó à, ông đi ra Nghệ An ông cũng quậy banh chành biểu tình đồ, ông kích động người dân quá trời đó, phá rối tình hình an ninh trật tự ở đó. Rồi ông về dưới ông ở Thọ Hòa Đồng Nai cũng kích động tùm lum tà la người dân ở đó. Cho nên đó là bất kỳ ông đi tới đâu thì chính quyền của họ muốn bảo vệ, không có cho cái tình hình an ninh trật tự phức tạp khi mà có ổng. Cho nên cũng cho nên nhiều cái can thiệp là cũng là chuyện đương nhiên thôi, tại vì ông đi đâu quậy tới đó mà đó. Cho mọi người thử nghĩ coi, ông một số linh mục ở Nghệ An như là Thục Nam Hợp đúng không ạ, thì linh mục Thục Nam Hợp quậy tăng bành luôn, mọi người thấy không, cực kỳ là nhiều vụ luôn. Nhưng mà vì sao chỉ có bị cắt điều đi chỗ khác thôi chứ không có bị về hưu, không có bị cách chức. Nhưng mà riêng Nguyễn Duy Tân á thì là bị về hưu non luôn đó. Cái đó là thông báo cho mọi người biết, Thục á chỉ điều đi nơi khác thôi chứ còn á, tại vì á cái tiếng nói của nói chung là mình chưa, người dân lên tiếng phản đối như vậy thôi, nhưng mà họ không có tới trực tiếp và họ cũng không có làm đơn thưa những người này. Còn linh mục Nguyễn Duy Tân á, thì tại vì miền Nam mình làm rất là ghê và mình lên án liên tục liên tục liên tục, lên án từ ngoài đời, án ở trong trên mạng xã hội luôn, người dân lên án liên tục liên tục liên tục, cho nên á là gây áp lực để bề trên Cha bị cho sinh, thôi mình việc gọi là nghỉ. cha bị sinh. Cha bị trên cho thôi việc, cho nghỉ hưu non Nguyễn Duy Tân, là vì người miền Nam mình gây áp lực kinh hồn, áp lực lên cả trên mạng xã hội và cả ngoài đời luôn. Còn như ông Thục, ông Nam, ông Hợp á, người dân gây áp lực chưa đủ đó, người dân lên mạng, nói chung là người dân ở đó thì mỗi lần biểu tình thì họ đánh kẽn, họ ra họ họ khua lại thôi, nhưng mà cái trên cái mạng xã hội này á cái tiếng nói của họ chưa lớn, cho nên thành ra Ok, là để tôi nội không ở đây, nó cảnh báo nó muốn ở đây thì anh cũng là, nhưng mà nó đừng có vâng nói chuyện kể cả tôi nội không nhé, tôi nói ở đây nhé, Hồ Chủ tịch không có liên quan gì ở đây cả, cho nên là các bạn đừng có nói những chuyện Bác Hồ ở đây, là không, một lần nữa tôi đã cảnh báo các bạn Thị Nguyên và tôi nội không là tôn đốc. vâng Bây giờ những ai anh vâng nói với những anh đây nhé, cái đợt mà ra Huế vừa rồi ấy, thì những người gặp Thị Nguyễn Duy Tân gặp những ai? Thứ nhất là nó nói là nó ăn cơm với linh mục Lý, bây giờ Lê Mục không Lý. lấy linh mục Lý thì cũng bị cắt chén rồi thì mình gọi là thằng Lý luôn đúng không, sau đó nó gặp Lợi, cha Lợi nữa là hai, nhưng mà không gặp được cha Lợi, và mục đích cuối cùng nó đến cái thiền viện Thiên An ấy, mà ở cái chỗ mà ngày xưa mà có cái Đang tranh viện Thiên chấp đất An, đai nọ kia ở đấy, Đan viện, gọi là Đan viện Thiên An ở Huế, để nó ví dụ những cái nơi đấy là những cái ổ chống cộng đấy, thì thành cuối cùng là bây giờ với bắt đầu nó bay về Sài Gòn, hiện nay nó vẫn ở cái giáo xứ Thọ Hòa, nhưng mấy hôm nữa thì nó đang liên hệ chỗ ở, thì có cả nó liên hệ ở chỗ ba chỗ dòng xuống cứu thế Kỳ Đồng ấy thì vẫn chưa được, nhưng mà tôi vừa nãy nói với anh em Biên Hòa rồi, thì bây giờ tìm cho nó một cái căn phòng ở gần thì chỗ nhà thương niên Biên Hòa ở đấy thì cũng gần đúng không, cho nó ở đấy mà gần cái quán thịt chó, như thế là hợp rồi đúng không, vừa có nhà trọ mà ở đấy, vừa gần quán thịt chó nó rất là hợp, sống từ giây rất là hợp. cuối đời ăn thịt chó thoải mái, và gần nhà thương niên nữa, cần thiết là vào để cho nó gần. Rồi mời em. Đó, hai mẹ con đưa rồi.